Nó kêu đánh nó. Trời ơi con này, mày. Anh ơi, cứu anh, cứu anh, cứu anh, mày cứu. Nè nè nè, mấy người lại vậy? Đánh ra coi. Mấy người lại. Hả? Cô cái gì? Cái dạ. Con này. Cái con tiểu tam này. Cô. Mày làm gì hả? Ơi, con nhìn ra đi. Mày á, cái thứ đằng trong bạn. Mày coi coi vợ mày, coi con Nga coi. Nó chăm sóc cho mày tử tế biết nhiêu hả? Cơm bưng nước rót. Mà tại sao mày đi làm mày ra ngoài mày ngoại tình hả Chung? Trời ơi trời, con ngon của nè. Ơi cô ơi, cô chỉ là hàng xóm thôi. Cô lấy cái quyền gì cô xíu chuyện gia đình con? Hả? Giờ tôi hỏi anh nè. Vợ chồng mình có gì xích mích á thì ngồi lại nói chuyện. Mất danh đi cặp bồ. Tôi làm gì sai hả? Để anh đối xử tôi vậy? Anh nói cho em biết, hai người mà đụng tới Phương là không yên với tôi đâu. Trời ơi trời, cái thằng này đã đi ngoại tình rồi còn đi về bắt nạt người ta nữa. Mày chừng tao à. Là cuối cùng anh chọn con nhỏ đó, chứ không chọn gì nhà. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, sao tự nhiên mẹ hùa theo vợ con đi đánh ghen là sao? Rồi bây giờ mẹ không đi á là thế nào hàng xóm cũng nói là mẹ hùa theo con, mẹ binh con. Đó bây giờ mẹ phải làm sao? Mà con thấy lúc mà đánh ghen không? Mẹ đứng một chỗ, mẹ đâu có làm gì đâu. Mẹ nhìn theo và mẹ lắc đầu thôi. Đã đánh ghen mà còn đánh ghen ngoài đường nữa, còn cái gì là mặt mũi của con nữa mẹ? Mẹ biết rồi. Tình luôn á. Cái con vợ con á, mẹ cũng không ưa gì nó đâu. Mà bây giờ nó làm xấu mặt gia đình như vậy nữa thì lần này mẹ sẽ trị nó. Đó, nó đánh ghen lần này thôi là coi như là về là mẹ xử nó tắm anh luôn nha con. Được rồi, để con coi mẹ làm cái gì. Con lên đi tắm, bực mình quá. Thiệt tình à. Nga. Dạ mẹ. Con ngồi xuống mẹ nói chuyện. Dạ. Nè con, bình thường ở nhà công việc nhà nó ít lắm hả con, đúng không? Nên bây giờ thời gian rảnh rỗi nó nhiều quá, con đi ra ngoài con nhiều chuyện đúng không con? Dạ không có mẹ. Không có cái gì? Trời ơi, thằng Trung nó vừa mới về nó mới nói mẹ nghe nè. Nó với cái người buổi sáng mình đánh ghen đó là bình thường thôi, là cái bạn đối tác làm ăn thôi, là ký hợp đồng gì với nhau thôi, chứ đâu có như con nói. Không có đối tác nào mà dắt nhau vô khách sạn hết đó mẹ. Bây giờ hai người đó ngồi quán ký hợp đồng với nhau mà trời nắng quá họ say nắng. Bây giờ không lẽ bây giờ mình nằm lăn ra quán cà phê thì kỳ quá con. Bây giờ mình phải dìu nhau vào khách sạn. Họ trong sáng quá mà. Tại sao con suy nghĩ là họ vào đó họ làm cái gì bậy bạ? Con kêu bè kêu phái. Con có biết như vậy là xấu mặt gia đình không? Con làm dâu con trong cái nhà này có phải giữ thể diện cho cái nhà này chứ? Mẹ, nhưng mà... Con đừng nói nữa. Nhiệm vụ của con bây giờ là con phải đến từng nhà, gặp từng người, nói với người ta là thằng Tùng, chồng con không hề lăng nhăng. Cái người hồi sáng chỉ là đối tác làm ăn thôi. Con suy nghĩ thấp kém, con suy nghĩ thiện cận. Việc nhà ít quá thì mẹ sẽ kiếm thêm cho con việc để làm, bớt nhiều chuyện lại cho nhà yên ổn. Nè, sao con vào đây? Ủa, sao vậy mẹ? Thì phòng con khuya rồi con đi ngủ hơn sao vậy mẹ? Nhưng mà dọn dẹp nhà cửa xong hết chưa? Con dọn xong rồi. Và quần áo chưa? Dạ rồi. Rồi nấu cơm sáng cho ngày mai chưa? Mẹ có gì giấu con đúng không? Có giấu gì đâu. Thì mẹ sợ là ngày mai... Anh ơi, em tắm xong rồi. Ủa, có chuyện gì vậy? Anh Trung, anh ngoại tình. Anh tha nó về nhà mình. Anh tính cho nó hủy giường mình hay gì? Sao nó mạng vậy? Nè, cô làm gì cô đánh con trai tôi? Cô coi lại mình đi. Ăn của chồng, uống của chồng, ngủ nhà chồng. Đó, cô làm cái gì? Cô làm cái gì kiếm tiền? Cô không có quyền lên tiếng ở đây khi mà cô không kiếm được đồng tiền nào hết. Nhưng cái này là anh Trung, ảnh là người nói với con, ảnh năn nỉ con ở nhà đi chăm lo cho cái nhà này, còn việc kiếm tiền là của ảnh. Con cũng là ngồi quần từ sáng như tới tối mà mẹ. Con đâu phải là ăn không rồi đâu mẹ. Thì ở nhà khác là người ta đi làm, người ta kiếm được tiền, ở nhà kiếm được tiền đâu. Vậy thì con không còn lý do gì để ở lại cái nhà này hết á. Anh Trung, mình ly dị. Ly dị thì ly dị. Ly dị với con thì cô vẫn sống tốt mà. Để tôi coi cái loại đàn bà ăn bám cho cô bước ra khỏi căn nhà này cô sống như thế nào. Sao con muốn tổ chức đám cưới như thế nào? Dạ tùy ý mẹ.
Em yên tâm đi, anh với vợ anh ly dị rồi, bây giờ hai đứa mình chính thức qua lại với nhau. Dạ. Dạ mẹ. Trời ơi, con nhìn kìa. Dám ngoại tình hả? Hả? Nè, làm cái gì thì làm, đừng đụng tới quấy nha, nếu không con còn tay nó về đâu. Cô dám ngoại tình hả? Cô với cô còn là vợ chồng mà, sao cô dám qua lại với thằng khác hả? Thích thì qua lại đó rồi sao làm gì với nhau hả? Trời ơi, cái thứ đàn bà chơ chén. Con trai tôi đối xử với cô tốt quá mà, cô cần cái gì nó cũng cung phụng cho cô, cô còn muốn cái gì nữa? Mấy lâu nay tôi làm ra bao nhiêu tiền, một nửa số tài sản tôi đều mua cho cô hết, mua tấm cho cô hết, thiếu cái gì hả? Thì không đủ nên mới đi tìm thêm nữa. Trời ơi, thương chơ chén. Sao 49 gặp 50 thôi bà già, con bà đối xử với tôi ra sao? Nó dắt gái về nhà ngủ ngay chiếc giường của hai vợ chồng, sao bà không binh đi hả? Đó là tại vì anh yêu em. Anh nhận ra em là chân ái của đời anh. Anh yêu em, em là chân ái của đời anh, còn tôi của anh là chân gà chân vịt, gai chán thì chục, biết chưa? Thôi đi anh. À, hẹn gặp nhau ở tòa nha, bye bye. Ê, ủa sao vậy? Nghiệp một câu hả? Gì vậy trời?